Thầy mới lên tới đó đó. Tưởng mà tối nhà trọ ế rồi chứ, đêm hôm vô được hai ba hộ, hai ba phòng. Vô nửa đêm thôi mà. Chiếc xe vô nhánh ra mới có trái nhiều. Giống mà giống mua hả? Còn cây ở sao, chỗ tao đó làm sao rồi? Trong cái lu á. Ai mà trồng trồng như vợ trong cái lu trời. Cái gì trắng trắng vậy? Củ cải. Củ cải nay đi phát cơm ở ở Xúc Thum. Xúc Thum với Nam Di với Rà Leng. Phát Xúc Thum trước rồi qua Rà Leng, nếu còn á thì cho bên Nam Vi. Cái này đường vô Nam Phi nè. Bảy giờ chưa có nắng. Chắc có ở Hà Tiên đông người lắm, tính đi đảo rồi chưa biết đi đảo nào chừng nào đi nữa, mà đi chắc né né ba cái ngày lễ.
đi mấy cái ngày lễ đông đúc rồi khó kiếm chỗ ăn, không nghỉ được. Và ngược lại đi không đúng ngày lễ thì quay nó không đẹp, nó vắng, nó vắng vẻ quá, quay không có đẹp. Từ từ tính. Đây là đi lên Boku của Pot. Sẵn dịp ghé ông anh bà con mà lúc chạy giặt chung nhau rồi xích mít nhau. Trời mờ căm à, bị khói đốt đồng á. Cái ngày lễ gì là đi mấy cái khu du lịch là đông lắm. Có ông này ông đi ở trong tàu. Trời mù mờ quá trời. Không có nắng nó quay hình nó không có lên. Nó mờ vậy nó không đẹp. Ruộng đây lúa là cắt xong. Coi ông này ông làm cái gì. Thật ra việc mình đi phát cơm này á, nếu tính ngẫm nghĩ ra thì khoảng sớm nhất là một tuần lễ mình mới cho được một lần à. Một tuần lễ mình mới quay lại cái xóm nghèo được một lần à. Mà một ở trên có màn hình nhìn không biết ổng đeo cái gì trên vai. Lần thì cho được có một hộp cơm mà cũng đâu có thấm thía vào đâu đâu, nhưng mà mình cho đây thì cho nó vui thôi, chứ cho mấy đứa nhỏ nó thỉnh thoảng nó có một cái buổi cơm chất lượng vậy thôi, chứ mình đâu có xóa đói giảm nghèo của tụi nó được đâu à. Nhưng mà trước mắt á, là mình cho vậy là đem cái niềm vui tới cho xóm làng, cho mấy đứa nhỏ à, mình cũng vui à, mình đi phát mình cũng vui, mình còn sức khỏe thì mình cứ đi, chừng nào hết sức khỏe hả tính nữa. Với có tiền hỗ trợ bạn bè giúp đỡ cho thì mình mới có điều kiện để mình làm cơm cho tụi nó. Thì nói chung thì mình đi làm này đó, đi làm mục đích là vui nhiều hơn là cái gì khác.
Tại vì nếu mà mình nói về cho xóa đói giảm nghèo thì cái này là không có xóa đói giảm nghèo được. Cả tuần lễ, nhiều khi tới 2 tuần mình mới quay lại cho được một lần. Mà một ngày thì chỉ cho được có một hộp cơm thôi. Thì đâu có xóa đói giảm nghèo được. Làm cho mọi người khi có mưa xuống là người ta bắt đầu người ta làm lúa. Một vài tháng nữa là bắt đầu vô mùa mưa rồi.